Bà là trời ơi, một vàng duy nhất luôn đó hả? Ok, cái này mà không ra skin nữa thì chịu anh em nhá, tôi chính thức trở thành người đen nhất cái vũ trụ này. Hello anh em nhá. Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với buổi live stream tiếp theo channel của mình. Mình là Namas, xin chúc anh em có một ngày tốt lành nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đi mở hòm thôi. Và như bình thường, bản cập nhật mới, chúng ta sẽ có lương tháng mới. Và cộng với là tiền giải được tham gia giải streamer ấy, thì tổng cộng bây giờ anh em sẽ có khoảng 84.000 hơn, cho là 85.000 cho tròn đi nhá. Và chúng ta sẽ đem khoảng 20 cá này, anh em đi đập cái gì đây? Ở cái sự kiện chợ đen lần này ấy, Black Market nó sẽ có chia ra là 4 tuần như ngày trước. Mỗi tuần sẽ có tương ứng một skin được ra mắt và sẽ lần lượt là MK12, Barrel, A32 và M24. Cái này hay này anh em này. Giá đông đồ này bây giờ anh em mình đổi được thành token chợ đen. Có anh em nào thích cái bản Chroma của MK12 này hơn so với bản gốc? A32 thì lúc đầu tôi nghĩ là nó sẽ đẹp hơn đấy. Và cái này chắc tùy gu của anh em thôi. Tùy gu. Còn đây là của M24. Nếu ở cấp 1 thì skin Chroma sẽ đẹp hơn. Còn nếu như mà ở cấp Max ấy thì skin gốc đẹp hơn. Đây vào Barrel Hải Vương thì ối dồi ôi. Khẩu này chắc là một trong những khẩu Barrel mà ít có người thích nhất. Vẫn có nha anh em nhá. Vẫn có những anh em rất thích khẩu này, bởi vì khi lên level 10 ấy nó sẽ có cái màu vàng rất điển hình. Nhưng mà cái đầu nòng này trông hơi khó chịu, phải lắp. Phải lắp phụ kiện mà chắc trông nó mới đỡ được. Và cái Chroma mới thì thôi rồi luôn. Nó xấu điên. À, tôi vào tôi mở cả pass đã nhở. Lần này là Crafter Pass. Đây, Crafter Pass thì như thường lệ tôi cũng được tặng sẵn một bộ này luôn rồi. 300 token. Chúng ta sẽ có hai cách để mở hòm trong ngày hôm nay. Một là anh em mình mở thẳng trong hòm nâng cấp. Thì mở trong hòm nâng cấp, chúng ta sẽ chỉ có được skin Chroma hoặc là skin MK12. Bởi vì nó sẽ mở theo từng tuần. Trong khi đấy, nếu như anh em mình mà mở hòm chợ đen, chúng ta sẽ có cơ hội nhận tất cả Chroma cũng như là skin nâng cấp luôn. Đây nhá, trong trường hợp của tôi này, tôi đã có đủ hết cả 4 skin nâng cấp rồi, nhưng tôi không có skin Chroma. Và mục tiêu trong ngày hôm nay của tôi sẽ là tôi đổi nhiều nhất bản vẽ có thể để tôi sở hữu AUG Neon level 10. À còn nếu dư thì lại trả thù 15k nữa. Nếu mà 0.8 với lại 2468 là 8%. 8% với 83, 84, 32 là 3.2% nữa, là 11.2% anh em sẽ ra được các cái skin VIP Pro. Tức là tôi bảo có 10 cái hòm này thì tôi mới có cơ hội mở ra được một lần. Chùa đấy anh em ạ. Tôi hôm nay được cái là số lượng này nó cũng nhiều, nên là chúng ta sẽ thử mở hòm chợ đen này anh em nhá. Đúng không? Chơi cái gì nó có cái độ khó cao nó mới feel, đúng không? Nó mới bay chứ. Nên là let's go. Tôi sẽ mua hai bộ này nhá. Tiếp một gói nữa. Rồi, 110 hòm này mà không ra được 10 hòm thì là khó thật. Chơi anh em ơi, chơi anh em ơi, chơi anh em ơi. Let's go. Yeah, mười hòm đầu tiên, có vàng không? Không có vàng anh em ơi. Chúng ta có 20 token, 30 token và một cái hòm nữa. Không sao, vạn sự khởi đầu nan mà đúng không? Gian nan không được nán. Tiếp. Đây rồi, một vàng đây rồi. Chúng ta đã có một vàng anh em à. Một vàng đây rồi. Một vàng. Một vàng. Liệu chúng ta có cái hòm vua vua không? Có hòm vua của anh em. Khó nói nha. Vậy là chỉ có thêm 10 token đấy anh em à. 20 hòm đã ra đi. Tiếp. Cái này chắc phải mở nhanh ấy, không là bị người khác KS anh em à. Hai vàng. Chúng ta hãy nói về hai vàng. Chúng ta hãy nói gì đó về hai vàng. Boom boom. Cái gì nhở? Có gì đấy sai sai anh em ạ. Ui, 3 vàng. 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng. Theo tỷ số tiến anh em ạ. 0 vàng, 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng. 3 vàng. Được một hòm. Vẫn là Nam Black cho anh em. Vẫn là tôi, vẫn là Nam Black anh em nhá. Tiếp nào. Trời ơi, bây giờ mới được một hòm đầu tiên anh em ạ. 4 vàng. Ủa, không 1, 2, 3, 4 à? Lạ nha, cái này lạ nha. Cái này lạ nha. Không 1, 2, 3, 4 thì bây giờ nó phải là 5, đúng không? Được 2 hòm rồi, tổng cộng là 3 hòm vuông rồi anh em. Bây giờ 5 vàng không ạ? Số tiến trang sảnh tiến à? Không 1, 2, 3, 4, 5.
Thắng không có rồi, lùi về 3 rồi. Tụt rồi anh em ơi, tụt rồi. Đi xuống rồi. Trời ơi, lại cái bộ này hôm qua vừa ra. Oh no. Oh no. Khó nói anh em ơi, khó nói rồi, khó vẽ nụ cười rồi. Khó vẽ nụ cười lại 3 vàng nữa này. Trông nó cứ chùa 3 vàng kiểu gì nhở. Uầy, một tím duy nhất luôn. Eo sợ vãi, nó đi lùi rồi. Tiếp tục là 4 vàng. 4 vàng anh em ơi. 4 tím. Nào, lên ngay cho tôi 4 tím này. 1, 2, 3, 4. Thôi, 2 cũng được. Mở nhanh còn bị KF. Cái này là sẽ phải cạnh tranh với những anh em khác cùng mở mà. Đây rồi. Mấy 2 vàng được 1 tím rồi là cũng được anh em. Tiếp. Non stop. 1 vàng. 1 vàng thôi. 1 vàng duy nhất. Thế thì cơ hội đâu ra đúng không? Khó nói. Không, 1 vàng thì khó thật. Vẫn đang hơi ít. Lại là 1 vàng nữa. Ui. Ui. Cái rết gì đây? Tại sao nó khó vậy anh em? 4 vàng. Trời ơi. Tại sao cái tỷ lệ nó thấp thế nhở? Ui. Ui. Ok. Nói chung là cũng đỡ rồi. Mẹ, lúc đầu tôi mở hai cái trên để ra hai cái tím, tôi tưởng hai cái dưới cũng tím luôn rồi anh em ạ. Tham lam. Tiếp nào, chúng ta còn có 9 hòm đây anh em ơi. 9 hòm nữa. Mở nốt đi. Mù. 1 vàng. 1 vàng. Xịt rồi. Xịt rồi anh em. Còn 5 hòm nữa rồi, mở nốt này. Rồi, không có cái gì hết. Được 10 token. Vậy là sau khi tôi mở tới tận 118 hòm, nó chỉ ra cho tôi đâu đấy là 13 trừ đi 4 là 9 hòm tím đấy anh em ạ. Oh my god. Kinh khủng. Thôi mở luôn nha anh em nhé, cứ mở trước đấy nha. Mở chứ biết đâu nó ra luôn, thì cần gì phải vào cửa hàng mua tiếp đúng không? Thôi chơi này. Chơi này. Chơi này anh em này. Chơi luôn nhá. Bà là. Trời ơi. 1 vàng duy nhất luôn đó hả? Ok. Mười hòm có mỗi 1 vàng thôi anh em ơi. Vai đạn. Cái này mà không ra skin nữa thì chịu anh em nhá. Tôi chính thức trở thành người đen nhất cái vũ trụ này. Lỗ rồi, anh em ơi, lỗ rồi. Lỗ lòi mắt anh em ơi. 550 token này nếu mà đi đổi ở trong kia, ui 4.500 mới đổi được trở Roma anh em. Ôi dồi ôi, chua thế. 200 đô được 550 token và đúng một skin duy nhất A32 mà tôi đã có rồi. Trời ạ, dã man thật. Mấy cái trở Roma này chắc là thôi, bởi vì về cơ bản tất cả các cái skin cấp tiến ở trong chợ đen lần này là tôi đã sở hữu hết rồi. Và tôi cũng không có nhu cầu là sở hữu Chroma nào trong cả 4 chiếc khẩu này hết. Đấy, cho nên là thôi mở nốt mấy cái này nhá. Ê? Ê? Em biết đâu, lại gỡ được tí anh em. Tất cả chỉ là ảo mộng thôi. Trời nữa này, 75 này, trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sát muối trái tim tôi. No, Pakachi. Không phải tự nhiên tôi được mệnh cho cái danh là một trong những sở chín mờ đẹp nhất PUBG PC đâu. Rồi, về bên nâng cấp nhá. Bên nâng cấp đang được giảm giá nhẹ nhẹ ở đây. Giảm một nửa. Rồi, làm cái luôn này. Lên. Có vàng, chắc chắn có vàng.
Nào Black Gaming chuẩn rồi đấy. Một vàng duy nhất anh em ơi. Một vàng duy nhất cho đêm hôm nay. Cho lần này. Vô. Trời má. À, tàn nát cõi lòng. Đấy vàng mà để làm gì đó đúng không? Vàng vàng này vàng lỏng rồi. Thôi à, tôi sẽ chơi nốt 8k Gcoin nhé anh em nhé. Cho xuống 50k. Mặc dù skin này tôi có rồi. Lên. Vàng tiếp này. Đó. Ấy à, mấy vàng đấy? 2 vàng anh em ơi. Double kill. Cho xin một khẩu đi. Trời ơi. Bà vẽ cũng được. Cũng được anh em. Không quá tệ. Not bad. Đây rồi. Nó đó. Chính là nó đó anh em. Nó đó. Yes sir. 5 bản vẽ. Rồi. Đã đỡ lỗ được một tí rồi anh em à. À. Húp anh em ơi. Yeah. Let's go. Được rồi. Tôi xem nào. Thở Roma. Em ơi. Ui cái cổ này tôi nhớ là lâu lắm rồi. Này lâu lắm rồi. Này. Anh em có thấy nó đẹp hơn cái cũ không hay là trông nó vẫn thế? Bởi vì tôi thấy là cái skin cũ của mình chúng ta, cái skin bình thường là đẹp hơn đấy. Đấy, còn cái này, ui rồi trông có đẹp tí nào đâu. Nhưng mà được 5 bản vẽ anh em ạ. Phục thù nha anh em nhé, phục thù MP5K nhá. Đen vãi nổi, đúng là trong bóng đêm tự nhiên le lói một tia sáng mang tên Chroma MK12 xong tất cả lại quay về từ đầu. Về lại tiếng Việt rồi. Thôi. Thôi, tạm biệt tiếng Hàn, chúng ta về tiếng Việt thôi anh em ơi.